cùng ngồi trong một tư thế xếp bằng thật thoải mái. Và trong vòng một phút tiếp theo, hãy cùng quan sát hơi thở của mình. Khi hít vào, nhẹ nhàng nâng vai, duỗi dài cuộc sống, nâng cao đỉnh đầu và cảm nhận hơi thở đi từng mũi vào ngực và vào trung tâm năng lượng tại bụng. Khi thở ra, nhẹ nhàng xiết bụng, đẩy không khí ra ngoài, nở một nụ cười thật tươi, cảm nhận không gian xung quanh. Hãy hình dung càng rõ ràng càng tốt mong muốn của bạn khi đến với yoga. Hình dung mục tiêu đó bằng một hình ảnh thật rõ ràng. Nếu có suy nghĩ nào đột ngột tìm đến, hãy nhẹ nhàng để suy nghĩ đó trôi đi và tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Nào hãy cùng hít sâu, thở ra. Hít sâu nâng vai và thở ra, nhẹ nhàng siết chặt bụng. Một lần cuối hít sâu và thở ra thật nhẹ nhàng. Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài tập bằng cách đan hai tay, nhẹ nhàng mở mắt, hít sâu, duỗi dài hai tay lên, kéo dài cuộc sống. Sau đó thở ra, đẩy hai tay về phía trước, lùi vai về phía sau, siết chặt bụng. Lần thứ hai, hít sâu, đẩy dài tay và thở ra, siết chặt bụng, cuộn tròn lưng cuộc sống. Một lần cuối, chúng ta hít sâu, nâng tay, đẩy dài tay, ánh mắt hướng về điểm giữa hai bàn tay và thở ra, nhẹ nhàng thả lỏng, duỗi hai tay về phía trước. Rồi hãy cùng dang rộng tay, hít một hơi thở thật sâu và sau đó chạm bàn tay phải xuống sàn, nâng bàn tay trái qua đầu, duỗi dài tay trái, cảm nhận sự căng duỗi, cảm nhận hai hơi thở, hai và một. Hít sâu, nâng tay, duỗi dài tay và thở ra bên còn lại. Hãy cùng hạ tay trái xuống sàn, nâng tay phải qua đầu, cảm nhận sự căng duỗi là lưng phải của mình. Cố gắng đặt hai hông xuống sàn, giữ hai hông cố định. Hít sâu, nâng tay lên và thở ra, tay phải một lần nữa. Lần này hãy cố gắng chạm khuỷu tay sâu hơn xuống sàn, cảm nhận sự căng duỗi nhiều hơn. Cố gắng hạ thấp phần đầu gối bên trái xuống sàn. Sau đó thở ra, hãy cùng hạ bàn tay trái sâu xuống sàn, đưa cằm mặt trán của mình sát với đầu gối, cảm nhận trọng lực đưa toàn bộ phần thân trên của mình sâu hơn xuống mặt thảm. Hít một hơi thở thật sâu, cuộn tròn người lên, ngồi thẳng. Bàn tay trái đặt lên đầu gối phải, còn bàn tay còn lại đặt ngay phía sau cơ thể. Xoay nhẹ từ ngực, nhìn về phía sau. Hít một hơi thở thật sâu, quay lại vị trí trung tâm, sau đó hạ bàn tay trái xuống sàn, duỗi dài phần lưng phải của mình. Cố gắng hạ đầu gối phải xuống. Cảm nhận 3 hơi thở. 3 2 và một, thở ra. Hạ bàn tay phải sâu xuống sàn. Kéo dài bàn tay phải về phía trước, cố gắng hạ thấp người sâu hơn về phía mặt thảm. Hít một hơi thở thật sâu, đặt bàn tay phải lên đầu gối trái. Bàn tay trái đưa về phía sau cơ thể, xoắn nhẹ từ phần ngực của mình, thở ra, siết chặt bụng, bảo vệ phần lưng dưới. Ta hãy cùng quay về phía đầu thảm, chuẩn bị cho tư thế cái bàn. Tại tư thế cái bàn, chúng ta nhấn chặt tay xuống, đặt hai vai ngay trên hai khuỷu tay và hai đầu gối ngay dưới hông của mình, giữ lưng thăng bằng. Hít sâu, tư thế con bò, trũng lưng xuống, nâng cằm lên và thở ra tư thế con mèo, đưa cằm vào sát ngực, đẩy phần bụng mình lên cao,
Một lần nữa hít sâu tư thế con bò trũng bụng và thở ra tư thế con mèo. Phối hợp với chuyển động của lưng, hít sâu đưa ngực về phía trước và thở ra kéo bụng lên đẩy người về phía sau. Một lần nữa hít sâu, nâng cằm trũng bụng đẩy người về phía trước và thở ra. Chúng ta vào tư thế con mèo, con bò. Trở về tư thế đứa trẻ, đẩy hông về sát với khuỷu chân, duỗi dài hai tay về phía trước, kéo dài cột sống của mình. Đồng thời chúng ta hạ trán, cằm sâu xuống mặt thảm. Tại đây chúng ta chuẩn bị cho tư thế cho úp mặt cúi mình, Adho Mukha Svanasana đầu tiên của ngày hôm nay. Cuộn tròn các ngón chân trên thảm, nhấn nhẹ xuống thảm, đẩy hông lên cao. Đẩy dài tay, cố gắng kéo dài lưng, nâng xương cụt lên cao. Từ đây chúng ta khởi động cơ gân sau chân bằng cách gập chân phải và chân trái luân phiên, kéo các gót chân lần lượt sâu hơn xuống sàn, thư giãn. Cuộn tròn các cơ cánh tay vòng quanh khớp vai theo chiều từ ngoài vào trong và giữ ánh mắt của chúng ta cố định vào một điểm duy nhất trên thảm. Nào chúng ta hãy bắt đầu chuỗi chào mặt trời đầu tiên, Surya Namaskara A. Bước về phía đầu thảm, hai chân cùng nhau, duỗi dài cột sống, ánh mắt hướng về phía trước, thở ra, gập người sâu. Các bạn mới chúng ta gập chân đầu gối lại, bảo vệ đầu gối. Hít sâu, cuộn tròn người lên, kéo dài hai tay về phía bầu trời và thở ra. Chúng ta gập người xuống, buông lỏng hai tay. Hít sâu, duỗi dài cột sống và thở ra, bước hai chân về phía sau, tư thế tấm ván nghiêng trên cao Kumbhakasana. Thở ra, gập tay, đưa người sát hơn về sàn Chaturanga, sau đó nhẹ nhàng hạ chân, vai xuống sàn. Hít sâu, Upward Facing Dog, chó ngẩng mặt và thở ra, chó úp mặt cúi mình. Cảm nhận ba hơi thở, 3, 2, 1. Hít sâu, mắt nhìn về phía trước, nhảy hoặc bước về phía đầu thảm. Duỗi dài cột sống, mắt hướng về phía trước, thở ra, gập người sâu về phía trước. Hít sâu, cuộn tròn, đốt sống lên, tay hướng về phía bầu trời và thở ra Samasiddhi. Hít sâu, vươn tay mở ngực, kéo dài toàn bộ cơ thể, thở ra, gập người nhẹ nhàng về phía trước. Hít vào, Adha, Half Lifting, thở ra, bước chân phải về phía sau, hạ đầu gối phải xuống sàn. Sau đó duỗi các ngón chân phải về phía sau, chỉnh hông cân bằng. Chắp hai tay lại, đưa hai tay qua đầu. Mở rộng hông, đẩy đầu gối về phía trước, hạ thấp hông xuống. Cảm nhận các cơ giữa ngực. Thở ra, tay chạm sàn, bước chân về phía sau, tấm ván nghiêng trên cao. Từ từ thở nhẹ nhàng, hạ người xuống, đặt cằm, ngực sát sàn. Hít sâu, cuộn lưng, ánh mắt hướng lên bầu trời và thở ra, chó úp mặt cúi mình. Hít sâu, bước chân phải về phía trước, hạ đầu gối trái xuống sàn, từ từ căng chỉnh hông cân bằng. Vươn hai tay về phía bầu trời, mở ngực thật căng, đẩy đầu gối về phía trước, mở hông. Ép chặt phần cơ giữa ngực, cảm nhận từng hơi thở. Thở ra, nhẹ nhàng hạ tay xuống sàn, bước chân về phía sau, tấm ván nghiêng trên cao, gập tay Chaturanga Dandasana. Từ từ hạ đầu gối, ngực xuống sàn, thở ra và hít sâu, chó ngẩng mặt. Thở ra, đẩy hông lên cao, chó úp mặt cúi mình. Adho Mukha Svanasana, cảm nhận ba hơi thở, 3,
2 và 1. Hít sâu, mắt nhìn về phía trước. Nào chúng ta cùng nhảy về phía đầu thảm, duỗi dài lưng. Thở ra, Uttanasana. Hít sâu, kéo dài tay, ánh mắt hướng về phía bầu trời. Thở ra, Samadhi, chắp tay ngang ngực. Một lần nữa, hãy cùng lặp lại với bên còn lại. Hít sâu, nâng dài tay. Thở ra, gập người về phía trước, nhẹ nhàng di chuyển theo hơi thở. Hít sâu, Adha, duỗi dài lưng. Thở ra, bước chân trái về phía sau, nào cùng hạ đầu gối trái xuống sàn. Căng chỉnh hông của mình, ánh mắt hướng về phía trước. Hít sâu, nâng hai tay qua đầu, ép chặt hai tay, cảm nhận phần cơ giữa ngực được tác động. Thở ra, chạm hai tay xuống sàn, bước chân về sau, tấm ván nghi trên cao Kumbhakasana. Chaturanga, hãy cùng gập tay, đưa người về phía trước. Hít sâu, chó ngẩng mặt. Và thở ra, chó úp mặt cúi mình, Adho Mukha. Hít vào, bước chân trái về phía trước. Căng chỉnh hông đều hướng về phía trước, chắp hai tay, vươn tay qua đầu. Cố gắng hạ thấp hông càng sâu càng tốt, mở rộng hông. Ép chặt hai tay, hít một hơi thở thật sâu. Và thở ra, hạ hai tay, bước chân về sau. Kumbhakasana, cuộn tròn vai, đẩy chặt hai tay, khóa chặt bụng. Thở ra, Chaturanga, tấm ván thấp. Hít sâu, nâng ngực, chó ngẩng mặt. Và thở ra, nâng hông lên. Đẩy các gót chân sâu xuống sàn, chó úp mặt cúi mình. Cảm nhận các hơi thở. 3 2 và 1. Nhẹ nhàng chúng ta đặt đầu gối xuống sàn, ngồi trên các gót chân. Tư thế anh hùng, Hero Pose. Ở đây chúng ta chống tay thật mạnh xuống sàn, nhấc toàn bộ cơ thể lên, đẩy các ngón chân về phía trước. Ngồi trên hông với các bàn chân duỗi dài. Cân chỉnh lại hông, để các cơ hông cố định. Hít sâu, vươn ngực về phía trước, đẩy dài hai tay lên trời, siết chặt bụng và thở ra. Chúng ta đặt hai tay lên các đầu ngón chân lớn, vẫn giữ cho bụng siết chặt. Paschimottanasana, tư thế ngồi gặp người. Một động tác rất có lợi cho bụng. Siết chặt bụng, đưa bụng vào sát với lại cột sống. Thả lỏng tư thế, đưa hai bàn chân về sát với hông của mình. Dùng hai bàn tay nắm chặt lấy hai bàn chân của mình. Hít sâu, duỗi dài lưng. Đưa các đầu gối lên, xuống. Thả lỏng hết tất cả phần cơ hông của mình. Hít sâu, nâng mặt lên và thở ra, vươn dài phần lưng của chúng ta về phía trước. Đưa mặt về sát chân của mình. Tiếp tục đưa hai đầu gối chúng ta sâu hơn, gần hơn với mặt đất. Khi sẵn sàng, chúng ta hít sâu, nâng vai lên. Chúng ta ngồi vào giữa thảm và nâng hai chân lên vào tư thế chiếc thuyền Navasana, hai tay song song với mặt thảm. Các bạn có nhiều kinh nghiệm, nâng thẳng hai chân lên cao, siết chặt bụng, đưa bụng vào sát với lại cột sống của chúng ta.
Hít sâu hạ người thấp xuống, thở ra nâng lên. 1 2 3 Cố gắng lên rất tốt. 4 5 6 7 Siết chặt bụng. 8 Các bạn mới chúng ta có thể dừng lại. 9 Các bạn cũ chúng ta đi tiếp. 10 11 12 Và 13 Giữ thêm 2 nhịp. 14 15 Siết chặt bụng. Rất tốt. Chúng ta ngồi vào tư thế xếp bằng. Nằm ra, thư giãn cơ bụng. Chúng ta hãy cùng gác chân phải lên đầu gối trái của mình. Từ từ luồn hai bàn tay của chúng ta ngay dưới chân. Ôm lấy phần đầu gối bên trái. Đưa đầu gối trái về sát với mặt. Cảm nhận sự căng duỗi ở phần chân bên phải. Lặp lại với bên còn lại. Gác chân trái qua đầu gối phải, ôm đầu gối phải lại sát ngực của mình. Đưa đầu lại sát với lại khớp chân. Thở ra thư giãn bụng, thư giãn bàn chân. Nâng đầu gối lên, hãy cùng xoay đầu gối trên hông. Cảm nhận một sự massage nhẹ nhàng đối với phần lưng dưới của mình. Xoay ngược đầu gối lại, rất tốt, thư giãn. Cảm nhận hơi thở, hít sâu. Và thở đều. Cùng đưa hai chân lên cao, hai bàn tay nắm lấy các ngón chân lớn. Từ đây kéo các đầu gối sâu hơn xuống sàn, mở chân rộng ra. Di chuyển cơ thể qua lại, massage toàn bộ phần lưng sau của mình. Cảm nhận sự cân duỗi các phần cơ gân khoeo phía sau, đùi, sau chân. Dùng bàn tay trái nắm lấy đầu gối bên phải, nhẹ nhàng đưa đầu gối phải qua bên trái. Ánh mắt hướng về bên tay phải của mình. Cảm nhận sự xoay duỗi nhẹ nhàng ở phần lưng cột sống. Từ đây nâng chân lên, đổi bên. Bàn tay phải nắm lấy đầu gối trái, đưa đầu gối trái qua bên phải. Ánh mắt hướng về tay trái. Xoay duỗi nhẹ nhàng. Duỗi dài hai chân, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn cơ mặt, thư giãn chân mày. Đưa đầu qua lại, sau đó đặt đầu lại một vị trí trung tâm thoải mái nhất. Và chúng ta thư giãn toàn bộ cơ thể 5 phút Savasana.